Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Hôm nay thì tình hình nó biến động quá là xấu, đúng không ạ? Ra là nó cũng giống như chúng ta đã nói chuyện với nhau từ cái video ngày hôm qua mà thôi. Thì là giá nó sẽ có thể là sẽ quay lại cái khu vực 36.000, từ 33 36.000 để nó test lại một lần nữa trước khi mà nó có thể tạo ra một cái chu kỳ tăng mới. Thì cái đợt tăng vừa rồi lên đến 45 46.000 thì nó chưa đủ cái lực để nó có thể đẩy toàn bộ thị trường ra khỏi cái đà giảm và nó quay trở lại cái đà giảm. Đó, thì chúng ta đang nhìn thấy đến ngày hôm qua nó đang khá là xấu. Thì mình nhìn thấy rằng là tất cả anh chị em ở trong nhóm, những cái người mà mới tham gia thị trường chưa quá lâu, những người mà vẫn đang lo lắng về cái tình hình thị trường nó có thể là xuống tới 25.000, 15.000 hay là 10.000 đô. Bitcoin nó sẽ xuống tới những cái mức giá rất là thấp. Thì mình muốn làm một cái video để chia sẻ với mọi người ha. Thứ nhất là hiện tại, trong cái thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang có một cái view là có một lần tăng trưởng nữa trong năm nay. Đấy, cái view thứ hai nữa, cái lý do thứ hai nữa mà mọi người không nên quá lo lắng đó là hiện tại thì cái lượng hàng mà trong tay thì của các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nó không có quá nhiều. Hàng hiện tại chủ yếu nằm ở trong tay các cái nhà đầu tư lớn. Cái dữ liệu on-chain chúng ta đã xem trong suốt một thời gian rất là dài đó là hiện tại cái lượng coin nằm ở trong tay của các quỹ đầu tư, của các nhà đầu tư lớn, của các cá voi cá mập, đúng không ạ? Hay là nói cách khác thì nó đang tăng lên rất là nhiều, họ đang thu gom rất là nhiều, trong khi là lượng Bitcoin ở trên các cái sàn đại diện cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì lại liên tục giảm xuống, tạo ra cái mức đáy thấp nhất trong năm, đúng không ạ? Thế thì khi mà lượng hàng nằm nhiều ở trong tay của những người giàu có thì không có lý do gì họ lại làm cho cái tài sản của mình nó cố gắng nó giảm đi, trong khi chúng ta vẫn nói với nhau rằng là cái nỗ lực của cái đợt giảm giá này là cái nỗ lực rất lớn đến từ các cái nhà tạo lập thị trường. Họ đang có một cái mong muốn là làm cho giá thật sập xuống để đe dọa các cái nhà đầu tư lần cuối cùng. Đó. Thế thì với hai cái lý do này cũng đã có thể là phần nào khiến chúng ta yên tâm hơn. Thứ ba nữa đó là trong một cái đợt sập của Bitcoin từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 nó rất là sâu và rất là lâu như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy rằng cái khu vực 28 đến 30.000, nói chung là khoảng 30.000 thì nó đang đỡ cho Bitcoin rất là tốt rồi. Thế thì cho dù cái đợt này nó có sập mạnh hơn nữa đi chăng nữa thì nó cũng chỉ cùng lắm là đến khu vực như vậy thôi. Mà chúng ta còn đang nhìn thấy rằng là cái volume của những cái ngày mà Bitcoin nó tạm giảm giá ấy, thì bây giờ nó đang thấp dần. Thể hiện rằng là cái lượng người bán nó không còn quá là nhiều nữa. Mặc dù cho lượng người mua không có nhiều, không mặn mà ở những cái mức cao, nhưng cái lượng người bán không quá nhiều thì cũng dẫn đến cái việc là giá Bitcoin nó không có cái lý do gì nó sẽ có thể giảm sâu hơn cái lần trước được, đúng không ạ? À, nó phải có một cái động lực, phải có động lượng, đúng không ạ? Theo những cái nguyên lý của Wyckoff đưa ra, một cái nỗ lực lớn thì nó mang lại cái kết quả lớn được. Bây giờ cái kết quả muốn là một kết quả giảm xuống dưới 30.000 nhưng mà không có cái nỗ lực tương ứng thì nó không phải là chuyện hợp lý, đúng không ạ? Rồi. Thế thì với những cái nguyên nhân như vậy thì mình vẫn tin chắc rằng cái thị trường nó sẽ có những cái cú bật lên. Đấy. Cái lần này sẽ là một cái lần mà chúng ta nhìn thấy giống như cái đợt tăng trưởng của Bitcoin trong cái đợt giảm giá lần vừa rồi. Đây nó lên một lần. Nhưng mà cái đợt tăng trưởng đó nó không có hiệu quả và nó lao xuống, đúng không ạ? Lao xuống lần cuối cùng rồi bật lên. Thì chúng ta cũng đã có một cái lần tăng trưởng lên này. Rồi nó sẽ có thể là bật xuống rồi đi lên. Thì cái vùng 33 là vùng 36 sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự đảo chiều ở thời điểm đó. Tất nhiên là đến thời điểm đó chúng ta mới có thể là xem được. Còn hiện tại giá chưa đến đó thì tất cả chỉ là suy đoán và là cái kế hoạch để chúng ta đưa ra mà thôi. Thì thấy anh chị em nói nhiều về cái vấn đề lo lắng như thế thì mình cũng có suy nghĩ rất là nhiều. Em nghĩ là bây giờ tại sao bản thân mình thì lại không thấy lo lắng nhưng mà mọi người thì đang rất là lo lắng. Bản thân mình thì hoàn toàn không lo lắng gì. Cũng có thể là do cái vị thế của mình khi mình vào trong các đồng coin nó tốt hơn mọi người. Hai nữa là mình vẫn tin tưởng vào cái thị trường này nó sẽ có một cái đợt tăng trưởng nữa. Thế thì mọi người tại sao lo lắng? Thì có thể là hiện tại những cái bạn mà lo lắng là những cái bạn mà đang không làm được gì, không kiếm được gì với thị trường này. Thì mọi người có thể là vào cái channel Quang Jenny, mọi người vào phần vị trang chủ nhé. Thì nó có một cái list mình ghi là học đầu tư Bitcoin tiền điện tử với Jenny, đúng không ạ? Thì nó ở trên một cái trang channel khác nhưng mà mình đã kết hợp nó vào đây, thì mọi người vào đây đọc đọc qua những cái phần mà
phân tích kỹ thuật từ cơ bản cho đến nâng cao để mọi người có thể là trading được với cái thị trường này. Thì mình đã có nói rất là nhiều về cái video về trading rồi, một lát nữa mình cũng sẽ làm một cái video tiếp cho cái lớp học vào trading đó. Thì trading nó là một cái mảng mà mọi người sẽ nhiều người cho rằng nó là chỉ có biếu cho sàn thôi, tại hay là không thể kiếm được tiền đâu. Thì thực tế mà nói là các bạn đang cố gắng tạo ra một cái suy nghĩ để mình bỏ lơ đi một cơ hội. Khi mà có một cái cơ hội thì nó sẽ đi kèm với một thách thức và nó sẽ yêu cầu chúng ta bỏ ra một cái nỗ lực nhất định. Hiện tại thì mọi người đang cố gắng là lơ đi một cái cơ hội để có thể kiếm tiền, để một cái cơ hội để có thể theo sát được thị trường này, để có thể là đồng hành cùng với thị trường này, để có thể là phát triển ở trong cái mảng tài chính. Thì mọi người đang cố gắng là lơ đi cái mảng đó để có thể an toàn ở trong cái vỏ bọc của mình. Thế nhưng mà khi mà mọi người càng như vậy thì mọi người càng trở nên tụt hậu. Còn nếu mà các bạn bỏ một số tiền một nhỏ thôi, một công sức nhất định để các bạn tìm hiểu và tham gia thị trường này, thì các bạn có thêm một cái công cụ nữa để kiếm tiền. Và mình cũng vừa mới làm một cái sàn, đó là sàn Moon XBT, để mọi người có thể trade thử ở trên cái sàn đó, nạp vào một số tiền nhất định, không cần bỏ vốn, chúng ta sẽ nhận được 55 đô để có thể là sử dụng để trade trade những cái đầu tiên những cái trading đầu tiên ha. Ok, và ngày hôm nay thì cái video này sẽ hướng dẫn mọi người một cái cách nữa để mọi người có thể làm thế nào để có tìm hiểu và vượt qua được cái sợ hãi trong cái thời kỳ downtrend, hay là cái thời kỳ mà giá Bitcoin nó đang ở cái mức rất là thấp. Và hơn nữa, sau này khi mà thực sự mà nó có một cái đợt downtrend thực sự ấy, tức là khi mà toàn bộ những cái hàng hóa, những cái Bitcoin nó nằm ở trong tay của những nhà đầu tư tạo lập thị trường, thì nó chuyển hết vào tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nó tạo ra những cái cú xả cực kỳ mạnh với volume cực kỳ mạnh. Lúc đó thị trường nó sẽ rơi vào cái tình hình downtrend thực tế. Thì lúc đó mọi người sẽ làm cái gì? Thì video ngày hôm nay sẽ đáp ứng được cho mọi người cái điều đó. Thì đây là một cái trang hay là một cái ứng dụng tên là Matrix Port. Thì mình được một người bạn làm ở trên làm ở Bách Khoa thì có giới thiệu mình về cái ứng dụng này và mình cũng đã tìm hiểu. Nhưng mà ngày hôm qua thì đội ngũ team của Matrix Port đã liên hệ trực tiếp với mình để có thể là trao đổi về cái này. Thì lúc đó mình mới tìm hiểu nghiêm túc về cái ứng dụng này. Đây là một cái ứng dụng mà thực tế mà nói nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong cái vấn đề lưu trữ coin cũng như là đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình trong cái thời điểm mà chúng ta không thể kiếm tiền được với cái số coin mà chúng ta hold. Ta hình dung là nếu chúng ta hold ấy thì chỉ trong một cái thời gian uptrend thôi nó mới có lời, còn nếu mà chúng ta hold ở trong downtrend ấy thì thực tế là nó không mang lại lợi nhuận, không mang lại lợi nhuận nhé. Thì cái Matrix Port là một cái ứng dụng mà nó cũng tương tự như là các ứng dụng mà tài chính crypto, thì giống như là Binance, giống Huobi hay là các cái ứng dụng mà nó đa dạng đấy. Thì Matrix Port nó cũng như vậy, nó sẽ giúp chúng ta có thêm một cái phương pháp để tiếp cận với cái việc kiếm tiền từ thị trường crypto này. Thế thì mình cũng đã trao đổi với cái đội ngũ của Matrix Port rồi. Tức là bây giờ mình sẽ không có thiên vị, mình sẽ không vì là ở các bạn đã giới thiệu cho mình mà mình sẽ nhìn thấy toàn cái điểm mạnh, và mình sẽ nói với họ là mình sẽ cố gắng là đưa ra tất cả những điểm mạnh, điểm yếu trong cái phần mềm của họ, để thứ nhất là nói cho cộng đồng của Hoàng Jenny biết những cái điểm yếu của nó, hay là để cho các cái bên họ sáng lập ra đội ngũ mà họ phát triển cái phần mềm, họ có thể là chỉnh sửa theo những cái ý kiến của chúng ta ha. Thì đầu tiên mà khi mà chúng ta tham gia vào một cái thị trường crypto nó quá là nhiều cái scam như vậy, bây giờ thì chúng ta nên tìm hiểu thứ nhất là cái đội ngũ sáng lập của họ liệu nó có chuẩn hay không, đúng không ạ? Nó đưa ra những cái thông tin về đội ngũ sáng lập thì liệu cái thông tin đấy nó có chính xác hay không. Rồi ta sẽ đi xuống cái phần mà company ha. Để ta, trước mắt là tôi đã phải làm việc cái việc mà tìm hiểu về nó đã. Đây đội ngũ lãnh đạo đây. Thì mình nhìn thấy ở đây đội ngũ lãnh đạo thì có Jihan Wu. Mình trước đây thì mình không biết Jihan Wu là ai, mình chỉ biết về cái công ty trước đó mà anh ta đã thành lập thôi, đó là công ty Bitman. Bitman thì mình bảo là quái lạ, nếu mà bây giờ ông ta làm ở Bitman thì tại sao ông ta lại làm ở trên Matrix Port nữa. Thì bắt đầu mới tìm hiểu về cái người lãnh đạo này đấy. Thì ra Jihan Wu là một cái người có cái tầm nhìn về cái thị trường, về cái nền kinh tế, hay là về cái hệ sinh thái và cái market của crypto này nó rất là sớm. Từ như năm 2011 anh ta đã gần như là huy động từ người nhà, từ gia đình bạn bè để có thể là có được tiền và đi mua Bitcoin rồi. Mà hình dung là 2011 lúc đó
cái thị trường crypto nó hay là nói chung với Bitcoin nó chưa có bất kỳ một cái gì nó rõ ràng hết mà anh ta đã dám vay mượn bạn bè để có thể mua, cũng giống như là CZ đúng không ạ? Đây là những cái con người mà có cái tầm nhìn về cái thị trường này nó rất là sớm và nó rất là khủng đúng không ạ? Thì CZ cũng là một cái người tương tự như vậy, năm 2010 hay là 11, 12 gì đó anh ta đã bán hết cả nhà cửa đi để có thể là mua được Bitcoin đúng không ạ? Thì nếu bản thân các bạn đến thời điểm hiện tại năm 2022 các bạn đang đầu tư vào coin mà các bạn vẫn còn đang rất là sợ hãi về thị trường nó sẽ đi về không hay là nó sẽ mãi mãi nó không thể nào tăng giá được, thì năm 2011 thì mọi người hình dung là cái sự sợ hãi của các nhà đầu tư nó như thế nào, nhưng mà những cái người mà dẫn dắt thị trường, những người có cái tầm nhìn, họ hoàn toàn có dám dám bán nhà, họ all in vào thị trường từ cái thời điểm đó, thì cái giá phải trả cho cái việc mà liều lĩnh như vậy, cái kết quả cho cái sự liều lĩnh như vậy thì đó là bây giờ họ rất là nổi tiếng, và Jihan Wu là một cái người sau khi có cái sự lợi nhuận từ việc đầu tư Bitcoin từ những thời kỳ đầu, anh ta đã kết hợp và thành lập Bitmain. Sau một thời gian làm việc với Bitmain thì anh ta đã tách ra và làm ra một cái công ty con, nó là công ty Matrixport, và đầu về sau thì anh ta dành toàn bộ thời gian để cho Matrixport luôn và không rời khỏi vị trí CEO của Bitmain rồi. Đây là cái Twitter của Jihan Wu, thì có nói chính xác luôn là anh ta là co-founder của Matrixport và Bitmain đúng không ạ? Thì đây không phải là một cái thông tin fake. Nhiều cái dự án thậm chí là những dự án rất là quảng cáo, rất là PR, rất là rầm rộ nhưng mà nói CEO là người này kia, nhưng mà nếu mà chúng ta không vào check ấy, thì thực tế mà nói là những cái nhân vật đó hoàn toàn là ảo, hoặc là thậm chí là cái người đó nếu có thật đi chăng nữa thì cũng không không hề biết đến cái dự án của các dự án mà scam đấy. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu xem Matrixport nó là cái gì nữa. Rồi Matrixport nó là một cái công ty khởi nghiệp tại Singapore, có các cái văn phòng ở rất là nhiều nước ha. Thì Jihan Wu là một cái người của Trung Quốc, là một người của Trung Quốc, nhưng anh ta nhìn thấy được cái việc mà Trung Quốc họ có những cái đàn áp hay là có những cái gì nhỉ, nó không được quá là thiện chí đối với thị trường tiền điện tử, vì vậy là anh ta đã lập ngay một cái trụ sở ở Singapore, vậy là về cái pháp lý của họ là hoàn toàn an toàn ha. Ok, gần đây thì trên CoinDesk là một cái trang báo rất là uy tín về crypto thì cũng có nói về cái việc là Matrixport nó đã nhận được thêm 100 triệu đô nữa từ cái vòng đầu tư Series C đó, và với những cái thông tin như này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là Matrixport nó là một cái công ty mà thực tế đang hoạt động, và đội ngũ của họ là những đội ngũ rất là nhiều kinh nghiệm đến từ công ty Bitmain, là một công ty mà có tiềm năng về tài chính cũng như là kinh nghiệm về thị trường tiền điện tử, cũng như là về phần cứng cũng như là phần mềm về crypto ha. Thì ok, thì đó là chúng ta nhìn xem là cái dự án này nó có chuẩn hay không, có đáng để đầu tư hay không, và Matrixport nó cũng bắt đầu hoạt động từ năm 2019 và đến thời điểm hiện tại cũng là được hơn 2 năm ha. Hôm nay năm từ tháng 1 2019 thì nó cũng đã trải qua được một khoảng thời gian khá là dài để chúng ta có thể là yên tâm ở trong thị trường này. Ok. Matrixport nó có những cái đặc điểm gì? Thì chúng ta sẽ nói về những cái mà chi tiết ở trên cái phần mềm ở trong một cái, có thể là trong một cái video tiếp theo. Khi mà mình làm một cái video trên cái điện thoại chúng ta sẽ nhìn nó kỹ hơn ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua về những cái gì mà nó có và nó hơn những cái công ty khác, những cái phần mềm khác về tài chính ở trên crypto ha. Thì nó vẫn có các cái công cụ cơ bản, tức là chúng ta gửi crypto chúng ta vào và có thể là vay lấy lãi này, hoặc là chúng ta có thể gửi vào đó để họ trả chúng ta lãi. Chúng ta có thể vay lấy số tiền, ví dụ bây giờ chúng ta có 10 bit nhưng chúng ta không biết làm gì với số tiền bit đó vì là nó không thể tiêu được và chúng ta cũng không muốn bán số bit mình đi. Chúng ta có thể gửi vào trong Matrixport để chúng ta lấy một số tiền khoảng 10.000 đô, 20.000 đô, 100.000 đô để chúng ta tiêu trước. Đã. Sau khi mà chúng ta có tài chính rồi, hoặc là giá Bitcoin nó tăng lên mức nào đó rồi, chúng ta sẽ bán Bitcoin đi và trả số tiền lãi đó, và trả số tiền chúng ta vay đó. Thì đó là một cái cách mà khá là thú vị khi mà chúng ta muốn sở hữu coin nhưng vẫn muốn có thể là chi tiêu được. Rồi cái lãi suất ở đây thì mình có xem qua thì nó khá là thấp, thấp hơn rất là nhiều so với Binance ha. Cái lãi suất mà chúng ta có thể vay. Rồi, thế còn lãi suất chúng ta gửi thì lãi suất chúng ta gửi vào đây để có thể lấy được cái tiền ấy, thì nó khá là nhiều các cái công cụ thú vị để chúng ta có thể là kiếm tiền được với cái thị trường này, với cái phần mềm này, nhất là cái tiền tệ kép này,
chúng ta có thể là người vào đó và đặt cược rằng là đến một cái ngày nhất định nào đấy, một cái nhất định, ví dụ như là ngày mai giá Bitcoin nó sẽ tăng lên. Và nếu nó không tăng thì chúng ta sẽ nhận được nhiều Bitcoin hơn, còn nếu mà nó tăng thì chúng ta sẽ nhận được nhiều tiền hơn so với ngày hôm nay. Nó cũng là một cái rất là hay, rất là thú vị để mọi người có thể tham gia trong cái thị trường này. Khi mọi người có thể tham gia được nhiều trong hơn và có thể va chạm được, có tiếp xúc được nhiều hơn với cái thị trường crypto này thì mọi người sẽ cảm thấy là nó không sập được đâu, hay là có niềm tin vững vàng hơn về các đồng coin mình đang đầu tư ha. Rồi mọi người, thậm chí là bây giờ tôi đang giữ coin trong Matrixport nhưng mà tôi ngay lúc đó tôi cần bán, một số các ứng dụng khác mọi người thậm chí là không thể bán ngày đó hoặc là bán với cái mức phí cao thì mọi người lại phải chuyển nó về Binance hay chuyển về Huobi thì có thể là bán được. Nhưng mà đây thì mọi người có thể là swap swap tức thì sang USDC, USDT, tức là gần như là có thể bán được cái đồng coin của mình đi ngay lập tức, hoặc là có thể là swap sang các đồng coin khác, thậm chí là có thể đặt mua các đồng coin với cái mức giá thấp hơn thời điểm hiện tại. Rất là hay, rất hay, rất thú vị. Đây là những cái tính năng mà ở những cái ứng dụng khác nó không có. Khi mọi người cho nó vay thì cái tiền thậm chí nó còn cao hơn các cái ứng dụng khác, nó rơi vào khoảng 14,6%. Và cái có nhiều các cái hình thức cho vay linh hoạt, có thể là cho vay theo kỳ hạn, có thể là cho vay có thể rút ngay được, thì mọi người có thể là lựa chọn trong cái những cái ứng dụng của nó ha. Thì Matrixport nó có hai cái giao diện. Giao diện thứ nhất là giao diện về little giống như là trên Binance mà thôi, tức là đơn giản. Một cái giao diện thứ hai nữa là Pro, thì mọi người có thể là sử dụng cái giao diện Pro để có thể thấy được nhiều các cái tính năng hơn, thú vị hơn ha. Một trong những cái ưu điểm nữa của Matrixport đó là chúng ta có thể kiếm được cái tiền thụ động với cái số coin mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Có thể là đến một cái lúc nào đó khi mà thị trường rơi vào tăng trưởng, hay là chúng ta tích trữ rất là nhiều coin, chúng ta không muốn bán, chúng ta muốn là cái số coin này, nó sẽ phải là chúng ta giữ trong 5 năm, 10 năm sau để nó có thể là x10, x100, thì chúng ta có thể là gửi vào đó đây và tăng cái số, và có thể tạo ra cái lợi nhuận thụ động hàng ngày, hàng tháng để chúng ta có thể là duy trì cho cuộc sống của mình, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà mình vừa mới chia sẻ mọi người về những ưu điểm của cái Matrixport này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần là nhược điểm làm sao ha. Nhược điểm thứ nhất thì ở đây nó không có cái giao diện tiếng Việt. Hiện tại chúng ta đang chỉ có giao diện tiếng Anh này, tiếng Tàu là cái tiếng quái quỷ đấy, Espanol này đấy, thì nó chưa có giao diện tiếng Việt, và đây nó sẽ là một trong những cái trở ngại đối với người dân Việt Nam chúng ta khi mà đại đa số chúng ta đều không có giỏi tiếng Việt, đúng không ạ? À, không giỏi tiếng Anh đấy. Dân Việt Nam không giỏi tiếng Việt, sorry nha. Thì đấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà với một cái giao diện tiếng Anh này thì gần như là nếu không có ai hướng dẫn hay là không có một cái người nào đó đã chỉ cho mọi người thì có thể là mọi người sẽ không bao giờ tìm được những cái phần mềm như thế này, hay là không hiểu được xem nó đang nói về cái gì, đúng không? Rồi thì mình sẽ làm những cái video mà chi tiết hơn để hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái Matrixport này ha. Ok, nhược điểm thứ hai ấy, là khi mà mình tìm hiểu trên cái Matrixport này, mình nhìn thấy rằng là cái nhược điểm mà quan trọng nhất của nó đó là nó không phụ quá nhiều các cái đồng altcoin. Bây giờ chúng ta có những cái đồng liệu chúng ta lưu trữ rất là nhiều các loại altcoin, đúng không ạ? Mà hiện tại thì trên Matrixport này nó chỉ có khoảng đâu đó vài chục đồng altcoin mà thôi, những cái đồng altcoin nổi tiếng mà thôi. Thế còn những cái đồng altcoin mà chúng ta lưu trữ thậm chí là rất là nhiều, hoặc là thậm chí là rất là nổi tiếng với Việt Nam chúng ta thì lại không có ở trên này, thì nó sẽ là một cái điều rất là trở ngại đối với các bạn mà lưu trữ những cái đồng altcoin, ví dụ tên nó như XYZ hay là ABC gì đấy, rất ít người nghe thấy chẳng hạn, hoặc là nó chưa có ở trên này. Đấy, thế đấy là cái điểm yếu, nhược điểm thứ hai của Matrixport. Cái nhược điểm thứ ba của nó thì nó vẫn là một cái ứng dụng tài chính crypto mà thôi. Nó không phải là một cái gì đó nó bất khả xâm phạm, vì vậy là bất kỳ cái điều gì nó vẫn có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào. Tức là nếu mà chúng ta cho vào đây toàn bộ số tiền của chúng ta thì hoàn toàn có cái cơ hội là có một ngày một hacker nào đó nó có thể là xâm nhập được vào hệ thống Matrixport và nó cướp hết tài sản của chúng ta. Thì đó cũng là một cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người, tức là hiện tại ví dụ như chúng ta cho toàn bộ tiền vào trong Binance chẳng hạn, thì một ngày nào đó Binance nó cũng có thể bị hack, đúng không ạ? Thì chúng ta nên chia nhỏ cái số tiền này ra. Ngày trước thì mình có xem thì anh Thuận Capital anh ấy hay nói là anh ấy gửi toàn bộ số tiền của anh vào trong ví cứng. Mình đã nói rằng là trong cái ví cứng ấy nó cũng rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Nó chỉ là một cái USB mà thôi, nếu mà cái USB đấy nó bị mất
thất lạc hay bị ăn trộm mất, hoặc là có một ai đó dí dao vào cổ và bắt chúng ta đưa ra USB đấy thì chúng ta cũng mất. Vậy là chúng ta phải nên, trong cái thị trường này chúng ta nên có một cái lợi thế, đó là nó là Internet đúng không ạ, và chúng ta có thể là chia nó ra nhiều các cái trang web khác nhau, nhiều các ứng dụng khác nhau, và có thể là quản lý và quản lý của nó ở trên một cái điện thoại, thì chúng ta sẽ an toàn hơn cái việc là chúng ta all in tất cả vào trong một ứng dụng nào đó, ví dụ như Binance, Huobi chẳng hạn. Chúng ta có thể chia nhỏ nó ra để tạo ra các cái phương án dự phòng ha. Rồi thì cái đấy là cái điểm yếu, nhược điểm thứ ba của Magic Pot. Cái nhược điểm cuối cùng, nhược điểm thứ tư của nó, tức là nó yêu cầu chúng ta phải KYC, thậm chí là có đến ba tầng để KYC. Tất nhiên là chúng ta chỉ cần KYC đơn giản cái bước thứ nhất là có thể ok rồi, tức là chụp cái thẻ căn cước của chúng ta là ok rồi, và nó rất là nhanh nhá. Cái KYC của nó đâu đó chỉ mất khoảng 10 phút thì phải, rất là nhanh, và chúng ta đã có thể là hoàn toàn sử dụng tất cả các tính năng của nó rồi. Thì mình cũng không có ý định là sẽ KYC đến bước thứ hai, thứ ba đâu, tại vì là tất cả những cái thông tin cá nhân thì hầu như là mình không muốn chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, Matrixport nó cũng chỉ là một cái ứng dụng tập trung mà thôi. Nó giống như Binance, giống như Huobi, khi mà nó muốn được bảo vệ bởi pháp luật ở một quốc gia nào đó, ví dụ như Singapore chẳng hạn, thì nó cần phải có cái thông tin người dùng. Và đây là cái điều yêu cầu bắt buộc, cho nên là chúng ta đành phải chấp nhận với thôi ha. Thì nói tóm lại là cái Matrixport này nó là một cái ứng dụng mà rất là mới đối với các cái nhà đầu tư mà ở Việt Nam chúng ta. Là theo quan điểm của mình, nó là cái ứng dụng mình cảm thấy rất là thích, và mình sẽ dành khá là nhiều cái thời gian để có thể là tìm hiểu nó, và có thể là mình sẽ chia sẻ lại những cái gì mà mình đã tìm hiểu ha. Rồi thì mình cũng sẽ dành đâu đó khoảng 50-70% cái số tài sản của mình để cho vào Matrixport khi mà mình cần mang lại cái thu nhập thụ động cho mình. Cái đồng coi đấy mình đã thu gom được ở mức giá rất là rẻ và mình cần để cho cái thời gian tiếp theo, hoặc là cái đồng coi đấy trong thời gian sắp tới mình chưa có ý định sử dụng đến, mình sẽ cho vào đây ha. À, nó cũng là một cái kênh dự phòng, một cái kênh backup cho mình khi mà các cái ví khác, ví dụ như là ví chữ lệnh, hay là ví blockchain.com, hay là ví trên Binance của mình nó có vấn đề gì đấy chẳng hạn, thì mình đã có một cái nơi khác backup được cái tài sản của mình, và nó cũng không làm cho họ mình trở nên khánh kiệt, trở nên mất hết sạch tất cả. Thì bây giờ nếu mà mình chỉ có ở trên một sàn duy nhất hay là một cái ví duy nhất chẳng hạn, thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở trên cái Matrixport này. Thì hiện tại là đội ngũ Matrixport đang hỗ trợ support cho channel Quang Jenny với cái vai trò như là một cái người giới thiệu của Matrixport tại Việt Nam ha. Thì mọi người có thể là đăng ký theo cái đường link của mình ở bên dưới để có thể nhận được cái hoa hồng khi mà mọi người nạp tiền vào lần đầu tiên. Cái số hoa hồng nó sẽ tương ứng với cái số tiền mà các bạn có nạp vào. Hơn nữa, sau đó khi mà chúng ta tham gia vào cái Matrixport này, thì đội ngũ của Matrixport sẽ có những cái gì hỗ trợ cho chúng ta. Ví dụ những cái chương trình mà hướng dẫn, và có thể là mang lại những cái phần thưởng, ví dụ như là 100 đô, 200 đô cho các cái thành viên mà trả lời các câu hỏi, hay là có góp ý cho đối với Matrixport mà hợp lý ha. Thì những cái đó chúng ta sẽ làm ở trong những cái video tiếp theo. Thì mọi người có thể ủng hộ hoặc là có thể tham gia thử nghiệm bằng cách là ấn vào cái đường link bên dưới để ủng hộ cho channel Quang Jenny ha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video tiếp theo. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, mọi người có thể là comment xuống dưới hoặc là vào trong nhóm channel Telegram Quang Jenny để có thể là nhận được sự hỗ trợ ha. Bye bye.